thế ngồi thì cứ được một tí cái nọ. Hoặc là dòng đây để đây nhà có bò này, nó dòng đây cái cây ăn để sửa. Sợ quá. Đây là mới mấy hôm nay đây đấy, đợt nọ nó gió nổm đấy, không à, nó mưa đấy. Chứ còn trồng Tết thì quá thể rồi. Nó mưa nó đỡ rồi đấy. Hôm nay đã là cái gì, cái đợt giáp Tết rồi bẻ ngô từ đầu đến nõn chả còn tí cái nhìn thấy cái lá nào hả? Toàn một màu trắng như là cái máy ngoáy hết. Sao xây lắm nhà anh nhỉ? Nó xây gần như cái này nhá. Chả biết là nhà cái đầu óc ông cái đéo nào, nhưng như cái này nó xây vào bên trong kia thì dân đéo gì. Vâng. Trong kia nó rộng gấp 3, gấp 4 như thế này. Vâng. Máy đéo xây trong ấy. Thì nó xây ở đây chắc bởi vì nó có sông sông đáy. Thằng kia nhá. Thằng kia nhá, nó xây thụt cả hẳn vào trong kia. Gió tây nó tạt ra rồi. Mà trong ấy còn xa lắm, còn mênh mông lắm. Vâng. Còn đến cây rưỡi số vào trong ấy mà này làm vào sông. Thì bởi vì nó phải dùng sông đáy mà để vận chuyển cho sông đáy thì tiền. Dùng rồi, thế nhưng mà mẹ ông không vận tải vào, ông chơi ăn liền cái kiểu múc này, ông ăn dày thì dân nên làm sao nó chịu được. Vâng. Làm ông không muốn bỏ ra, ông không muốn ông thu tất cơ. Đúng, thì làm sao dân nó chịu được. Dân nó chịu. Như thế này có mà mẹ, đến cái thằng học trò nó không làm được. Thật đấy mà, thằng cho con nó làm được, cứ tiền gọi về cứ thêm làm, cần đéo nghĩ đến dân đâu mà, nghĩ ngợi gì đâu mà. Khổ lắm. Dân có nói thì bảo là dân phản đối, rồi thì là thế nọ thế kia. Mẹ có dân thì mới có chính phủ chứ. Mà dân mẹ họ bị đá nghèo túng nhờ lại hết bệnh nọ thật kia thì làm sao nó chịu được. Nói ông thế còn run xéo mãi nó phải quải. Còn có hôm nó xả cái gì màu vàng vàng như màu cam mà đêm mấy kiểu đéo nào trẻ hoặc người lớn cũng thì thé cổ xuống đi. Nó xả cái này tầm 9 giờ tối nó xả cái gì nó ra màu vàng như cam. Kinh lắm. Nó xả vào sông à? Thỉnh thoảng nó xả theo cái ông khoái kia ra màu cam. À, cái ông khoái ở? Ông khoái ở lưng lưng. Nó ra màu cam. Tôi nói mà đêm mấy kiểu đéo nào dần cũng phải khét cổ họ. Trẻ là kiểu đéo làm gì, phải mất mấy nghìn thuốc thì mới lại sợ lắm. Này cái thằng kia nó đỡ dội đấy, nó phải dội xuống mà mù hết cả lên đấy, xong bắt đầu có lần nó dội vào cái nhà ô kìa, mù tất cả đi. Nhà máy là cũng là dân xung quanh đây thôi. Đây là mấy người bảo vệ rồi, chuyện chả có còn đâu tiền đồng vào hết. Gần đây là mấy người bảo vệ các bạn ở trên chấp nó toàn ở đâu cả, như là có dân mình. Dân mình đây chỉ có nấu ăn mới lại bảo vệ thôi, tháng 1-2 triệu thôi, có đâu. Xã này khéo thì được có hàng chục người. Làm gì ra có toàn là đâu cả, đút tiền vào nó gì đất. Không ngờ nhiều nhà máy xây không phải nó nhiều thì cũng được thôi, thế nhưng nó làm nó không có quy củ, nó chật nông biết gì. Như đằng trong cái này nhá, nó hàng bao nhiêu để qua đồi này lại nhá, để qua đồi này nó làm đằng trong kia thì dân cũng đéo bị bụi mấy. Vâng. Cái bụi của cái đá nghiền này bụi rất ít nhá, mà cái thằng xi măng kia nó tạt hết vào trong rừng hết, mà rừng vào mênh mông như thế đầy đéo vào. Chơi ngoài thằng Hà Nam vậy, trong kia như thế đéo chơi vào, nó chơi toàn đó rồi, đón đầu gió hết, dần dần đẹp đẹp hết. Nên ông về cái mùa gió ấy, ông bây giờ ông ra ngoài đường mòn nhìn vào đây đéo thấy rằng toàn thấy một vệt dưới đây vệt bụi hết, không nhìn thấy là đến đây thế thôi.
lắm.